Lời tỏ tình tháng 5 năm 2020. Xin chia sẻ với mọi người món quà mà Chúa đã ban tặng cho tôi. Nguyện lời Chúa thắp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu nồng, để còn được sống những ngày bình yên, hạnh phúc bên nhau trong cõi đời tạm này. Tác giả: Cao Huy Hoàng. Ngày 20 tháng 5, thứ tư tuần 6 phục sinh. Thần chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy. Và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Lời cuối cho nhau vẫn còn có nhau. Thần chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Trước lúc vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu đã biểu lộ tình thương yêu tuyệt đối với các môn đệ. Hết trấn an ủi, vỗ về khỏi những âu lo xao xuyến, đến căn dặn yêu thương nhau. Hết lệnh truyền sai đi loan báo tin mừng, đến hứa ban đấng phù trợ đến, và những tâm tình khác. Thế mà vẫn chưa hết, Thầy còn nhiều điều phải nói với các con. Nhưng thôi, sẽ ủy thác cho Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần sẽ tỏ bày tình yêu hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Chẳng phải Chúa Giêsu lưu luyến như cách lưu luyến của hai người tình trước lúc chia tay, mà là một cách biểu lộ tình thương vô biên của Con Thiên Chúa làm người. Từng gắn bó đời mình cùng các môn sinh đầy những kỷ niệm, và thiết thực là sẽ còn gắn bó mãi mãi bằng một phương cách khác, theo thượng chí khôn ngoan của Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ làm cho mọi lời Đức Kitô tồn tại trong lòng thế giới và trong lòng mỗi chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ làm lan xa tình yêu thánh thể hiến dâng, một tình yêu bẻ bánh trong nhân loại này. Chúa Thánh Thần làm cho từng động tác yêu thương của Chúa Giêsu ở lại trong những con người loan báo tin mừng. Lời cuối cho nhau là vẫn còn có trong đời nhau. Các tông đồ trong trái tim yêu của Chúa Giêsu và Chúa Giêsu trong trái tim yêu của các tông đồ nhờ Chúa Thánh Thần. Và đặc biệt, Chúa Thánh Thần nối kết tất cả chúng ta trong tình yêu vô biên của ba ngôi Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa đã ban Thánh Thần tình yêu để nối dài ơn cứu độ cho chúng con, cho nhân loại. Xin cho chúng con yêu mến và sống theo hướng dẫn của Người. Lạy Mẹ Maria.
mẹ của Chúa Giêsu, mẹ Thiên Chúa và là mẹ nhân loại. Xin mẹ cầu cho chúng con an tâm sống giữa cuộc đời và sống lời Chúa dạy, vì tin rằng Chúa Giêsu phục sinh đang ở lại với chúng con và sống với chúng con. Cùng xin mẹ cầu cho mọi dân nước biết rằng Thiên Chúa đang nắm giữ vận mạng thế giới, để mọi người biết quy phục Thiên Chúa và xây dựng thế giới công chính, bình an. Amen. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn. Truyền cầu xin Chúa nhận lời chúng con.